Chương trình hôm nay gồm có Một vụ nổ lớn xảy ra ở Kyiv, cảnh báo không kích được ban hành Báo cáo, phòng không của Nga ở Crimea bị ATACMS tấn công Nhóm sói thảo nguyên trên 60 tuổi chiến đấu miễn phí với Nga Latvia yêu cầu người dân chuẩn bị tầng hầm để tránh bom Mỹ mua 81 tiêm kích thời Liên Xô từ đồng minh của Nga hơn 12.000 người xuống đường kêu gọi thủ tướng Tây Ban Nha ở lại. Mexico ghi nhận tỷ lệ thất nghiệp thấp kỷ lục. Lốc xoáy can quét Trung Quốc, ít nhất 141 nhà máy bị hư hại. Tất cả đều có trong bản tin chiều hôm nay. Quý xin kính chào quý khán thính giả đến với bản tin tổng hợp của kênh 60 giây tinh hoa thứ hai ngày 29 tháng 4. Xin kính chúc quý vị một buổi chiều hạnh phúc và bình an. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi các bản tin. Thưa quý vị, trang tin Stranya của Ukraine đưa tin, vào tối qua 28 tháng 4, người dân địa phương đã nghe thấy những tiếng nổ ở Kyiv. Vụ việc xảy ra trong lúc có cảnh báo không kích ở khu vực Kyiv, bắt đầu lúc 21 giờ 09. Tín hiệu báo động đã được mở rộng đến vùng Zaitomir, nơi báo động được công bố lúc 21 giờ 41 theo giờ địa phương. Hiện chi tiết và hậu quả của vụ nổ đang được làm rõ, vẫn chưa có thông tin về thương vong hoặc thiệt hại có thể xảy ra. Theo trang tin Avpro của Nga cho biết, theo dữ liệu sơ bộ, nguyên nhân vụ nổ ở Kyiv có thể liên quan đến UAV hoặc hỏa tiễn hành trình. Trước đó không lâu, các nguồn tin của Avpro cũng đã đưa tin về vụ nổ ở vùng Sumy của Ukraine. Theo người dân địa phương, các cửa sổ rung chuyển do sóng xung kích nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. Cùng ngày 28 tháng 4, Nga tuyên bố các lực lượng vũ trang nước này đã tiến hành một cuộc tấn công hỏa tiễn vào sân bay Kamenka nằm ở ngoại ô phía bắc Dnipro. Theo AVA Pro, cơ sở này được quân đội Ukraine sử dụng làm nơi lưu trữ các loại UAV. Theo thông tin có được từ các nguồn mở của AVPRO, một UAV trinh sát của Nga chịu trách nhiệm dẫn đường cho hỏa tiễn phóng tới mục tiêu. Đồng thời ghi lại thời điểm mục tiêu bị bắn trúng. Điều này được xác nhận bởi đoạn video được phát tán trên internet. Cuộc tấn công được thực hiện bằng cách sử dụng hỏa tiễn của tổ hợp tác chiến chiến thuật Iskander M. Mục tiêu của cuộc tấn công là các kho lưu trữ phi cơ và UAV. AVPro cho biết hai trạm lưu trữ phi cơ đã bị phá hủy và theo các nguồn tin có tới 20 nhân sự của lực lượng vũ trang Ukraine thiệt mạng. 5 UAV Mokin bị phá hủy. Các diễn biến đang được cập nhật. Thưa quý vị, lực lượng Ukraine được cho là đã tấn công các hệ thống phòng không của Nga trên bán đảo Crimea bị chiếm đóng. Báo cáo từ X chỉ ra rằng Ukraine đã tấn công hệ thống phòng không của Nga bằng hỏa tiễn đạn đạo chuyến thuật ở kép Takhenkut, mũi phía tây của Crimea. Tài khoản X của Translate đã đăng ảnh chụp màn hình tin nhắn từ các kênh của Nga báo cáo về vụ tấn công được cho là diễn ra qua đêm. Theo Newsweek đăng tin ngày 28 tháng 4, nội dung nêu rõ, vào ban đêm, Kẻ thù đã tấn công các đơn vị hệ thống phòng không ở Kiev, Takankut bằng hỏa tiễn ATACMS, có lẽ là bằng đầu đạn trùm. Kẻ thù đang cố gắng đánh sập toàn bộ khu vực phòng không. Các cuộc tấn công tăng cường được dự đoán trước trong bối cảnh Kyiv đang nỗ lực cho ngày chiến thắng và lễ nhậm chức của tổng tư lệnh tối cao. Newsweek cho biết không thể xác minh độc lập các tuyên bố vào thời điểm này và đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine để làm rõ qua email. Trước đó, vào ngày 23 tháng 8, Ukraine đã phá hủy hệ thống phòng không S-400 của Nga ở Cape Takhankut. Các quan chức Ukraine cho biết trong một tuyên bố được tờ The Kyiv Independent trích dẫn rằng, với số lượng hạn chế các hệ thống như vậy trong kho vũ khí của kẻ thù, đây là một đòn đau đớn đối với hệ thống phòng không của họ. Thưa quý vị, đơn vị pháo binh cơ động của ông Oleksandr Taran Tuy không chính thức là một phần của quân đội Ukraine, nhưng điều đó không ngăn cản các thành viên của ông tiêu diệt các mục tiêu nga bằng tiền riêng của họ. Người chỉ huy 68 tuổi có biệt danh ông nội lạc quan cho biết: "Chúng tôi sống sót nhờ vào quỹ hưu trí. Đơn vị tình nguyện của ông Taran với tên gọi sói thảo nguyên Step World bao gồm hàng chục người đàn ông Ukraine, chủ yếu trên 60 tuổi. Họ được coi là quá già để nhập ngũ nhưng vẫn muốn chiến đấu." Đơn vị cũng bao gồm những người đàn ông trẻ tuổi được cho là không đủ khả năng chiến đấu. Di chuyển phía sau chiến tuyến với các bệ phóng hỏa tiễn gắn trên xe tải, họ nhận lệnh từ chỉ huy chiến trường và làm việc với các binh sĩ khác, góp phần vào nỗ lực của cuộc chiến. Mặc dù thiếu sự hỗ trợ chính thức từ quân đội, đơn vị này được tài trợ bởi sự quyên góp và tích trữ những viên đạn bị lỗi. Sau đó, họ đã tự khắc phục và sửa chữa cùng với các vũ khí thu được từ quân Nga. Tất cả những thứ này đều được quân đội tiền tuyến giao lại cho họ. Khi phóng viên Reuters gần đây đến thăm căn cứ của họ ở khu vực đông nam Zaporizhia, các thành viên đang chuẩn bị đạn hỏa tiễn Gres 122mm cho các đơn vị khác sử dụng. Một chiến binh 63 tuổi có biệt hiệu Zoro cho biết, những người chỉ huy của chúng tôi rất vui, họ tạo điều kiện cho chúng tôi cung cấp đạn dược bằng mọi cách có thể. Thưa quý vị, giới chức Latvia mới đây kêu gọi người dân tận dụng ngày dọn dẹp quốc gia hàng năm để biến tầng hầm thành nơi trú ẩn tránh bom phòng khi xảy ra không kích. Ông Vinis thị trưởng thủ đô Riga cho biết, Chúng tôi kêu gọi tất cả mọi người trong tiến trình dọn dẹp quy mô lớn hàng năm lần này, cũng như sau đó để bảo đảm rằng các hầm và tầng hầm của các bạn có thể được sử dụng làm nơi trú ẩn trong trường hợp khẩn cấp. Ông Gins Rinsen, người đứng đầu Ủy ban Phòng thủ Dân sự Riga cũng cho biết, các tầng hầm của các tòa nhà công cộng, trường học Nhà hưu trí, bệnh viện và tòa thị chính sẽ được chính quyền kiểm tra và chuẩn bị làm nơi ẩn náu trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công. Ông nói với đài TV24 rằng mục tiêu là chuẩn bị sẵn sàng 100 hầm trú ẩn chống bom mỗi tháng cho đến cuối năm nay. Kể từ năm 2008, hàng nghìn người Latvia đã tụ tập vào mỗi mùa xuân để tham gia ngày dọn dẹp quốc gia, một truyền thống hiện đã được các nước láng giềng Baltic là Lithuania và Estonia làm theo. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, hành động kêu gọi lần này của giới chức Latvia khiến nhiều người dân ở quốc gia vùng Baltic lo ngại chiến sự ở Ukraine có thể lan sang đất nước của họ. Thưa quý vị, theo hãng tin RT, Hoa Kỳ đã mua 81 tiêm kích cũ từ thời Liên Xô của Kazakhstan, một đồng minh thân cận của Nga. Trong vài năm qua, Kazakhstan đã dần thay thế phi đội chiến đấu cơ lỗi thời do Liên Xô sản xuất bằng các phiên bản hiện đại hơn. Vào tháng 10 năm ngoái, chính phủ Kazakhstan đã thông báo sẽ bán đấu giá 117 chiến đấu cơ và oanh tạc cơ thời Liên Xô. Số phi cơ này bao gồm MiG-31, MiG-27, MiG-29 và oanh tạc cơ Su-24 được sản xuất trong những năm 1970-1980. Theo phía Kazakhstan, các phi cơ này đang trong tình trạng không thể sử dụng được. Việc hiện đại hóa chúng được coi là không thực tế về mặt kinh tế. Mặc dù vậy, theo một số nguồn tin, Hoa Kỳ dường như đã mua 81 phi cơ nói trên của Kazakhstan thông qua các thực thể nước ngoài. Lý do đằng sau hành động này chưa được công bố. Tuy nhiên, theo trang ký Post, những loại phi cơ này đều có trong biên chế Ukraine. Vì vậy, có những đồn đoán rằng các phi cơ mà Hoa Kỳ mua từ Kazakhstan có thể sẽ được đưa tới Ukraine. Các tiêm kích không còn khả năng sử dụng nhưng vẫn được xem là nguồn phụ tùng thay thế. Mặt khác, các khung phi cơ này có thể được sử dụng làm mồi nhử hỏa tiễn đắt tiền của Nga ở các căn cứ Ukraine. Trước đây, các đồng minh phương Tây của Ukraine đã mua hoặc chuyển giao rất nhiều thiết bị quân sự của Liên Xô để hỗ trợ và bổ sung cho các loại vũ khí trong biên chế của Ukraine. Bất chấp hàng tỷ USD hỏa tiễn, lựu pháo và các loại vũ khí khác được phương Tây gửi tới Ukraine, các nhà phân tích ước tính ít nhất 2 phần 3 kho vũ khí nước này vẫn là di sản từ thời Liên Xô. Thưa quý vị, hơn 12.000 người ủng hộ Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã tập trung trước trụ sở đảng của ông, kêu gọi ông không từ chức. Đám đông đã tập trung ở thủ đô Madrid vào ngày 27 tháng 4, dơ cao các biểu ngữ như Tây Ban Nha cần ngài, Thủ tướng Pedro đừng rời bỏ chúng tôi. Đồng thời hô khẩu hiệu lãnh đạo Pedro. Theo chính quyền thành phố Madrid, khoảng 12.500 người đã tham gia cuộc tuần hành này. Thủ tướng Pedro Sanchez, 52 tuổi, người nhậm chức từ năm 2018, đã đệ đơn từ chức vào ngày 24 tháng 4 sau khi một tòa án ở Madrid mở cuộc điều tra về cáo buộc tham nhũng liên quan đến vợ ông, Jose Maria Diaz. Một quan chức 44 tuổi từ thành phố Valladolid ở miền bắc Tây Ban Nha đã đến để bày tỏ sự ủng hộ và cho biết rằng nếu Thủ tướng Sanchez từ chức, phe cực hữu có thể lên nắm quyền. Điều này đồng nghĩa với việc các quyền và tự do của quốc gia sẽ bị thụt lùi. Trong đảng xã hội, nhiều quan chức cũng kêu gọi ông Sanchez không từ chức. Bộ trưởng Ngân sách Maria Jesus Montero cho hay, Thủ tướng Petro hãy ở lại, chúng ta phải sắt cánh để đưa đất nước tiến lên. Tây ban nha không thể thụt lùi. Thưa quý vị, trong tháng 3 vừa qua, Mexico đã ghi nhận hơn 400.000 việc làm mới, qua đó tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 2,3%, mức thấp nhất từng được ghi nhận kể từ khi nước này bắt đầu thống kê dữ liệu việc làm. Viện thống kê và địa lý Mexico INEGI hôm 27 tháng 4 cho biết, với 414.300 việc làm mới được tạo ra trong tháng 3, đã đưa tổng số người có việc làm tại quốc gia Bắc Mỹ này tăng khoảng 800.000 người so với cùng kỳ năm 2023, lên 59,8 triệu người. Năm 2023 cũng là thời điểm mà nền kinh tế phục hồi hoàn toàn sau đại dịch COVID-19. Theo dữ liệu của ING, tính đến hết tháng 3, số nam giới có việc làm tại Mexico là 35,5 triệu người, trong khi số phụ nữ có việc làm là 24,3 triệu người, tăng lần lượt 539.000 người và 261.000 người so với thời điểm tháng 3 năm 2023. Trong khi đó, dịch vụ là lĩnh vực có số lượng việc làm lớn nhất với 26,5 triệu người, chiếm 44,4% tổng số việc làm. Thưa quý vị, hãng thông tấn Tân Hoa Xã của Trung Quốc thông báo rằng vào ngày 27 tháng 4, một cơn lốc xoáy đã quét qua thủ phủ của tỉnh Quảng Đông, nằm ở miền Nam Trung Quốc. Quảng Đông, tỉnh đông dân nhất Trung Quốc với 127 triệu dân, cũng là nơi tập trung hàng nghìn nhà máy phục vụ cho ngành xuất khẩu của đất nước. Theo Tân Hoa Xã, khoảng 141 nhà máy đã bị thiệt hại do cơn lốc xoáy. Các hình ảnh do truyền thông nhà nước công bố, bầu trời trở nên tối đen giữa ban ngày. Những bức ảnh trên mạng xã hội cũng ghi lại cảnh các ô tô bị hư hỏng và cây cối bị bật gốc. Lốc xoáy không phải là hiện tượng hiếm gặp ở Trung Quốc. Vào tháng 9 vừa qua, một cơn lốc xoáy đã tấn công Tô Châu, tỉnh Giang Tô ở miền Đông Trung Quốc, khiến 10 người thiệt mạng. Năm 2021, hai cơn lốc xoáy đã tấn công Trung Quốc trong cùng một ngày, khiến 12 người thiệt mạng, trong đó có 8 người tại Vũ Hán. Kính thưa quý vị, bản tin tổng hợp của kênh 60 giây tinh hoa đến đây đã kết thúc. Một lần nữa Quốc Huy xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo.